Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay tiếp tục lên cho các bác nhiều cái giò lan đẹp này các bác này. Giò cáo Lai Châu này, ba cây như này này. Rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Ba cây. Mã số 1 của em có giá là 450 nghìn nhá. 450 nghìn. Cho mã số 1. Cáo rất là đẹp các bác này. Đấy. Ba cây rất đẹp nhá. 450 nghìn. Cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này. Đấy, cây này thì có 1 2 3 4 cây. 4 cây cũng rất là đẹp, toàn cây xếp đẹp thôi nhá các bác nhá. Đấy, toàn cây xếp đẹp thôi. Mã số 2 của em cũng có giá là 450 000 nhá. Cũng có giá 450 000. Cho mã số 2. Đẹp long lanh luôn. Đấy, cây này có 4 cây. Đây nha các bác nhá. Các bác nhìn kỹ nha, em quay kỹ cho các bác nhìn nhá. Đấy, nó như này nhá. Đấy. Cũng 450 000. Cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này, cáo tiếp này, cái này có 6 cây nhá. 6 cây cực đẹp luôn. Mã số 3 của em có giá là 650 000 nhá. 650 000. Cho mã số 3. Đấy, rất là đẹp. 650 000. Cho mã số 3. Đấy. Quay kỹ cho các bác nhá. Đây, nó như này. Mã số 4 này các bác này, giò tam bảo sắc này. Đấy, một giò như này nhá. Mã số 4 của em có giá là 250 nghìn. 250 nghìn. Cho mã số 4. Đấy, một giò tam bảo sắc trồng như này. 250 nghìn. Cho mã số 4. Tam bảo sắc của Lai Châu thì hoa trắng tím rất là thơm. Mã số 5 này các bác này, một cây tam bảo sắc xếp đẹp như này nhá. Một cây này, dòng thân tròn cổ lá thưa đấy các bác nhá. Thân tròn cổ lá thưa. Đấy, rất là đẹp này. Mã số 5 của em có giá là 350 nghìn. 350 nghìn. Cho mã số 5. Thân tròn cổ lá thưa. Mã số 6 này các bác này. Tam bảo sắc tiếp này. Đẹp chưa? Đấy. Một giò tam bảo sắc như này nhá. Mã số 6. Cái này có 1 cây 2 3 4 5 6 7 8 9 cây. Mã số 6 của em có giá là 250 000. 250 000. Cho mã số 6. Tam bảo sắc này các bác nhá. 250 000. Rất là đẹp luôn. Cho mã số 6. Mã số 7 này, vẫn là tam bảo sắc này, giò này thì cực kỳ đẹp luôn các bác này. Đây này. Đấy, giò này cực kỳ đẹp luôn nhá. Mã số 7 của em có giá là 350 000, hoa cực kỳ thơm. Hoa rất là thơm nha các bác nhá. 350 000. Cho mã số 7. Một giò tam màu sắc to đẹp như này nha các bác nhé. Đến mùa hoa thì đảm bảo các bác thơm ngát cả nhà luôn. Cái này chỉ cần mỗi cây nó ra một bông thì sẽ thơm ngát cả nhà. 350 nghìn. Cho mã số 7. Mã số 8 này các bác này, một giò đùi gà tròn nhé. Này các bác nhìn thân thủ nó mập nó đẹp như này cơ mà. Đấy. Mã số 8 của em có giá là 350 000. 350 000.
cho mã số 8. Đây một giỏ đẹp như này nhá, những cái thân chuỗi chuỗi này vẫn là thân hoa này nhá các bác nhá. Những cái thân chuỗi chuỗi này, những cái thân nó ra năm vừa rồi nó ra hoa nhiều này thì không ấy, nhưng những cái thân chuỗi chuỗi như này vẫn là thân hoa nhá các bác nhá. 350.000 cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này. Đấy, có bốn cái cáo này, có cây cây cáo đỏ này các bác này, cây cáo đỏ này, đỏ chót này. Đấy. Bốn cây. À đây có một cây con nữa là 5 này, nhưng mà tính còn là 5 cây. Mã số 9 của em có giá là 350.000 nhá. 350.000 cho mã số 9, cây cáo đỏ này. Mã số 10 này các bác này. Một giò Vanda Uyên Ương nhá. Vanda Uyên Ương 220.000. 220.000 cho mã số 10, Vanda Uyên Ương. Mã số 11 này. Cây tam bảo sắc này các bác này. Đấy, đẹp chưa? Mã số 11 của em có giá là 250.000 nhá. 250.000. Cho mã số 11. Đấy. Tam bảo sắc. Xếp đẹp nhé. Rồi. Mã số 12 này các bác này. Một giò trầm rừng này. Trầm rừng Điện Biên này. Đấy. Mã số 12 của em có giá là 120.000 nhé. 120.000. Cho mã số 12. Trầm rừng Điện Biên. Mã số 13 này. Đấy, giò trầm này thì rất nhiều thân to, giò nó to hơn nhé. Mã số 13. Đấy, một giò trầm rừng như này. 200.000. 200.000. Cho mã số 13. Trầm rừng nhé các bác nhé. Mã số 14 này, một chậu cáo rất là đẹp này. Cáo quá đẹp luôn. Mã số 14 của em có giá là 500.000. 500.000 nhé các bác nhé. Đấy, những cái đơn từ 500.000 đổ lên em sẽ bao cước cho các bác nhé. 500.000 cho mã số 14. Mã số 15 này, một giò hương vali hoa trắng tinh nhé. Đấy, cái này thì em ươm kỳ thôi, nhân được giống ra thôi. Mã số 15 của em có giá là 500.000. Ươm kỳ ra thôi nhé các bác nhé. Hương vali trắng, hoa trắng tinh, cực kỳ thơm. Cho mã số 15. Mã số 16 này. Một giò kiều mỡ gà nhé các bác nhé. Kiều mỡ gà rất là nhiều thân này. Đấy. Mã số 16 của em có giá là 550.000 nhé. 550.000. Cho mã số 16. Đấy, một giò kiều mỡ gà này. Thân nó dày đặc vào nhé các bác nhé. Thân dày đặc luôn. 550.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này. Giò này thì thân nó dài hơn nhé các bác nhé. Mã số 17 của em cũng có giá là 550.000. 550.000 cho mã số 17. Vẫn là kiểu mỡ gà nhé các bác nhé. 550.000 cho mã số 17. Mã số 18 này. Một giò kiểu mỡ gà tiếp này. 300.000. 300.000 cho mã số 18. Vẫn là kiểu mỡ gà nhé. Cái này vẫn kiểu mỡ gà này các bạn. 300.000 cho mã số 18. Mã số 19 này. Một giò kiểu vàng này. 280.000. 280.000 cho mã số 19. Cái này nó là kiểu vàng nhé các bạn nhé. Đấy, một giò như này. 280.000 cho mã số 18, kiều vàng. Mã số 19 này các bác này, một giò gà này. Cái này thì thân mẹ nó bị tóp rồi các bác nhá, em nói rõ luôn trên video. Mã số 19 này vì nó tóp, vì nó đẻ quá nhiều con luôn này các bác này. Đấy, nó nuôi con của nó tóp này, nó đẻ con dày đặc này các bác này. Đấy. Mã số 19 của em có giá là
450.000 nhá. 450.000. Cho mã số 19. Đấy, nó đẻ nhiều con quá, nó nuôi con nó tóc thân nha các bác nhá. 450.000. Mã số 20 này. 20 thì đây nó là một giò kiều tím nguyên tử nha các bác nhá. 380.000. 380.000. Cho mã số 20 tím nguyên tử. Hơn chục thân đấy, cái này hơn chục thân đấy các bác, hơn chục thân của lá đấy. Chứ không ít đâu. Cho mã số 20. Mã số 21 này. Giò sơn thủy tiên rất là đẹp này các bác này, 250.000 nhá. 250.000. Cho mã số 21. Sơn thủy tiên. Rất là đẹp luôn. Mã số 22 này các bác này. Giò trâu trắng này, cái cây này nhá. Cái cây này là một mẹ hai con này. Hai con của nó bên này này các bác này. Đấy, hai con nhỉ. Cái cây này cũng một mẹ hai con nhá. Trâu hoa trắng tinh, cái này là cái màu tím tím này là em phun thuốc phòng bệnh đi nhá. Em phun thuốc phòng bệnh này ghép trên một cái lũa cũng đẹp này các bác này. Đấy. Cứ một mẹ hai con, một mẹ hai con. Mã số 21 của em có giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000. Cho mã số 21. Số 21 nha các bác nhá. Trâu này trâu hoa trắng tinh nhá. 2.500.000 cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này. Một giò trâu rừng như này nhá. Trâu rừng này. Cái này đang có nụ này. Đang sưng nụ này. Cây này đang sưng nụ rồi. Hoa đúng Tết luôn nha các bác nhá. Mã số 22 trâu rừng nhá. Của em có giá là 480.000 nhá. 480.000. Cho mã số 22. Mã số 23 này. Vẫn là trâu rừng này. Đấy. Cũng đang bắt đầu có hiện tượng có nụ rồi các bác nhá. Cũng đang bắt đầu có hiện tượng có nụ rồi. Đang lồi lồi đây rồi. Em thấy nó đang lồi ra đây rồi. Đấy. Cái trắng này nó là cái thuốc hôm em không biết là thuốc hay là vôi ấy. Hôm em phun nó dính vào thôi nhé, chứ không phải là nó bị sao đâu nhé. Mã số 23 của em có giá là 450.000 nhé. 450.000. Cho mã số 23. Trâu rừng hoa chuẩn Tết luôn. Mã số 24 này các bác này. Giò vảy rồng nguyên rè này các bác này. Giò vảy rồng nguyên rè nhá. Cái này thì em mới ghép thôi nhá. Em mới ghép thôi. Đấy, về các bác cứ treo lên chăm tưới cho em là nó sẽ ra rễ nhá. Nguyên một rè to anh này. Mã số 25 nhá. Mã số 25 này các bác này. 300.000. Nguyên một rè to bự như này nhá. Mới ghép đây nhá các bác nhá, 300.000. Cho mã số 25. Mã số 26 này các bác này. Tam bảo sắc hoa phân nhánh nhá. Một giò rất là đẹp này. Tam bảo sắc hoa phân nhánh như này các bác này. Đây này, vòi hoa năm vừa rồi phân nhánh này. Đấy. Nó phân nhánh nhá. Đấy. Một mẹ ba con. Một mẹ ba con nhá. Bốn con. Bốn con. Mã số 26 của em có giá là 1 triệu đồng nhá. Một mẹ bốn con luôn nhá. 1 triệu đồng. Cho mã số 26. Đấy, một mẹ bốn con. Đẹp như này. Đấy, trồng thuần trên cái lũa cũng rất là đẹp nha các bác nhá. 1 triệu đồng. Cho mã số 26. Tầm sắc tiền. Mã số 27 này các bác này. Một giò tam bảo sắc như này này. 220.000. 220.000. Cho mã số 27. Tam bảo sắc nha các bác nhá.
Mã số 28 này, ta mở sắc tiếp này, cái dòng này thì cây nó nhỏ hơn tí, cây giống này nhé. Mã số 28 của em có giá là 200.000. 200.000. Cho mã số 28. Tam bảo sắc. Mã số 29 này. Một giò đùi gà tròn như này nhé các bác nhá. 450.000. 450.000. Cho mã số 29, nó cũng rất là nhiều thân đấy, không phải ít đâu các bạn. 450.000. Cho mã số 29. Mã số 30 này, một giò cửu bảo tiên nha các bác nhá. Cửu bảo tiên. Mã số 30 của em có giá là 350.000. 350.000. Cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, một giò đùi gà trắng này, cái hàng này hàng em ươm kỳ nhá. Cái này em sẽ bảo hành trắng cho các bác nhá. Đấy, rất nhiều thân luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó khoảng hơn 20 thân nha các bác nhá. Khoảng nhá, nó khoảng thôi nhá, khoảng 20 thân đổ lên nhá. Mã số 31 này. Đấy, bình thường ra một cái thân như này ở trên Lai Châu em bây giờ họ đang bán khoảng tầm, nếu mà như bọn em mà muốn mua xỉ về thì nó phải tầm 150 một thân. Nhưng mà cái dòng này là nhà em nhân được giống nhá, em bán rẻ cho các bác thôi. Mã số 32 này. Mã số 32 nhá, gà trắng 700.000. 700.000. Đấy, một giò bán cho các bác giá rất hợp lý thôi, em nhân được giống nha, em bán rẻ thôi. Còn mua bây giờ mua bình thường ngoài nó bán đắt lắm. Cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này, một giò kiều vương độc bắc này, 300.000. 300.000. Cho mã số 33. Kiều vương độc bắc nha các bác nhé. Mã số 34 này. Một giò nhạn 4N rất là đẹp này các bác này. Hoa cực kỳ đẹp nha, riêng cái dòng nhạn 4N này. Đấy, hoa nó vai cánh nó bền, à nó dày, nó hoa cực kỳ đậm màu và thơm. Mã số 34 của em có giá là 600.000. 600.000. Cho mã số 34. Mã số 35 này các bác này, một giò gà này. Đấy, một giò gà như này nhá. Mã số 35 của em có giá là 180.000. 180.000. Cho mã số 35. Giò đùi gà tròn. Đấy, 180.000, toàn gần như toàn bộ thân hoa thì các bác nhá. Đấy, những cái thân trụi trụi này năm tới em vẫn bảo hành các bác, giờ hoa rực rỡ luôn. Cho mã số 35. Mã số 36 này các bác này, một giò hạc vĩ rừng này. Hạc vĩ này. 300.000 nha các bác nhá. 300.000. Cho mã số 36. Hạc vĩ. Mã số 37 này các bác này, vẫn là hạc vĩ tiếp này, cũng 300.000 nhá. Cũng 300.000. Cho mã số 37. Đây nó như này nha các bác nhá. 300.000. Cho mã số 37. Đẹp long lanh luôn. Mã số 38 này các bác này. Một giò này nó là giò đen rô 5 cánh trắng họng nhung nha các bác nhá. Họng nhung rất là đẹp luôn. Đấy, cái dòng này thì giá nó hơi cao một chút. Mã số 38 của em có giá là 350.000. 350.000. Số 38 cũng là số cuối của em nhé. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác.